cầu bắc qua sông Cần Giuộc nối hai bờ, xã Phước Lại và thị trấn Cần Giuộc, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các xã vùng hạ, khu công nghiệp Long Hậu về trung tâm huyện Cần Giuộc, trung tâm tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Cách cầu Cần Giuộc khoảng hơn 500m là cơ sở giết mổ gia cầm Phước Hòa, ấp Phước Thuận, xã Trường Bình, thị trấn Cần Giuộc, vị trí mặt trước hướng về quốc lộ 50. Phía sau giáp sông Cần Giuộc với tổng diện tích hơn 2 hectare đất. Cơ sở giết mổ gia cầm Phước Hòa được chia làm các khu được cách ly riêng biệt, bao gồm khu vực nhốt gia cầm sống, khu vực giết và sơ chế thịt gia cầm, khu thành phẩm đông lạnh, đóng gói kiểm dịch và xuất xưởng. Mỗi khâu đều được nhân viên thú y kiểm tra chặt chẽ. Cơ sở Phước Hòa phía trước mặt trước gồm cổng chính và một cổng phụ. Trong khu viên của cơ sở Phước Hòa có trồng các loại hoa kiểng và những hàng cây xanh rợp bóng mát để tạo môi trường không khí trong lành. Phía sau là chuồng trại được làm sạch sẽ trước khi các xe chở dịch từ các tỉnh về. Đây là khu xử lý nước thải trong nhà máy đưa ra đây. Để giải quyết môi trường, tránh ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, cơ sở Phước Hòa đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh. Chất thải sau khi được xử lý diệt khuẩn theo tiêu chuẩn quy định và kiểm tra của ngành tài nguyên môi trường và được phép thải ra thiên nhiên. Nhưng cơ sở Phước Hòa vẫn đưa ra các ao hồ riêng không cho thoát ra sông Cần Giuộc.
Trong khu viên của cơ sở Phúc Hoa có ao hồ nuôi cá. Thức ăn cho cá là các phế phẩm, phụ phẩm gia cầm sau khi giết mổ được nghiền nát và chế biến thành thức ăn cho cá. Đây là phòng thú y, phụ trách an toàn thực phẩm gia cầm cho cơ sở Phúc Hoa. Trong phòng có treo những hình ảnh lưu niệm của các đoàn công tác, các nước ghé thăm cơ sở Phúc Hoa. Quy trình của cơ sở Phúc Hoa. Đầu tiên, xe vịt từ các tỉnh nhập về phải đi qua cổng điên, phải có giấy kiểm dịch mẫu 12B. Còn vịt trong tỉnh về phải có giấy tiêm phòng, phải là xe chuyên dụng. Xe vịt từ các tỉnh nhập về, chỗ cơ quan thú y sẽ kiểm tra giấy tờ niêm phong và cho xuống vịt. Dịch về phải chờ nghỉ ngơi mới cho vào giết mổ. Chỗ này là vịt treo lên để qua chỗ gây ngất xong qua chỗ cắt tiết và qua máy nước sôi, và nhiệt độ theo con vịt. Đây là hai cái lò hơi đun nóng cho chỗ vặt lông. Chỗ nhúng nước sôi xong thì qua chỗ đánh lông. Đây là quy trình của máy đánh lông. Nhiệt độ điều khiển bằng tự động. Đây là máy đánh lông máy 1 và máy 2. Đây là chỗ bứt lông đuôi với lông cổ.
Toàn bộ dây chuyền sản xuất được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, được sử dụng vật liệu bằng sắt không rỉ. Đặc biệt trong quá trình giết mổ, từ khâu cắt tiết, vặt lông, móc lòng, khử trùng bằng tia cực tím, sấy khô cho đến hút chân không, đóng gói bao bì, dự trữ kho lạnh và xuất xưởng, đưa sản phẩm ra thị trường đều được thực hiện trong một quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khu này là khu công nhân nhổ lông con. Việc được chuyển khu này là khu móc lòng. Việc được móc lòng xong chuyển qua khu này sẽ rửa lại con vịt để ướp lại. Sau khi rửa vịt xong sẽ ướp lại. Để thực hiện quy trình giết mổ tập trung, công nhân cơ sở Phúc Hòa thực hiện hướng dẫn và giám sát của cơ quan thú y. Phải thực hiện nghiêm về an toàn lao động, an toàn sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, cả ba giai đoạn, trước, trong và sau giết mổ. Công nhân được cơ sở Phúc Hòa cho đi khám sức khỏe định kỳ hàng tháng, hàng quý. Trước khi vào làm việc, công nhân phải đeo khẩu trang, bao tay, tạp dề và ủng. Vịt sẽ được làm khô, cơ quan thú y sẽ kiểm tra, đóng dấu, vịt được bỏ vào bao bê ợt và ép chân không. Dịch sẽ được làm khô, cơ quan thú y sẽ kiểm tra, vô sọt đưa lên xe chuyên dụng. Thú y sẽ niêm phong xe chuyên dụng, khử trùng tiêu độc và cấp giấy mẫu 1-2D. Việc sẽ được cơ quan thú y sẽ kiểm tra. Sau đó xe sẽ di chuyển về cơ sở Phúc Hòa, 417 quốc lộ 50, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở giết mổ gia cầm thủy cầm Phúc Hòa có đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm do cơ quan chuyên ngành thú y cấp phép. Tất cả quy trình nhập gia cầm sống, giết mổ và cho ra thịt gia cầm sản phẩm
được thực hiện trong một quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đều được cơ quan thú y kiểm tra chặt chẽ, từ đó sẽ đi tiêu thụ các tỉnh gà trong thành phố Hồ Chí Minh. Thực phẩm khi lưu thông trên thị trường phải có đóng dấu, dán tem của cơ quan thú y. Chính vì vậy sản phẩm gia cầm đóng gói mang nhãn hiệu Phúc Hoa ngày càng được người tiêu dùng tín nhiệm. We'll be right back.